Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp đến từ Mr. Worldwide. Thì hôm nay em có về một chiếc Fairy Canton. Đây là một chiếc Hotbit với thiết kế lộ cơ ở góc 12 giờ. Thiết kế đẹp, nhẹ nhàng, thanh mảnh dành cho những anh em mà đang cần một chiếc đồng hồ đi làm. Thương hiệu mạnh, xuất xứ Thụy Sĩ và mức giá phải chăng. Thật sự với các bác là mức giá của FC hiện tại thì nó cũng cực kỳ tốt. Con này thì giá niêm yết của nó hiện tại tại hãng thì nó rơi vào tầm 39 triệu. Còn mới 100% full box ở bên em Minh thì các bác chỉ cần phải bỏ ra mức giá là 22 triệu 500 thôi. Tức là đâu đó các bác tiết kiệm được gần 17 triệu. Gần một con đồng hồ nữa đúng không? Giá rất là tốt đấy ạ. FC gạch 310S5B6, đây là cái mã tham chiếu của nó này. Các bác có thể sử dụng cái mã này để tìm kiếm nó trên thị trường. Automatic này, thân thép thì là không gì, 36L, khả năng chống sốc này, chống nước 5 ATM tương đương với 50m, và dây da của nó dây da cá sấu. Chúng ta phải nói đến FC là một trong những thương hiệu Thụy Sĩ cực kỳ nổi tiếng ở thị trường Việt Nam. Mức giá phải chăng cũng không đến nỗi là quá đắt đỏ để không mua được. Nhưng đặc biệt của FC đó chính là cái thiết kế của nó. Cái thiết kế của FC nó rất là nịnh mách và nó phù hợp với cái thị hiếu của người Việt Nam. Với FC thì thật sự các bác là cái thiết kế của nó rất là nhẹ nhàng, thanh lịch, phù hợp với cái tâm lý, cái thị hiếu của người Việt Nam mình. Cho nên là thật sự các bác là FC ở thị trường Việt Nam bán rất là mạnh. Đó. Rồi, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây. Chúng ta sẽ có một bộ dây da cá sấu. Và em vẫn nói với các bác là trong cái tầm phân khúc giá thì luôn luôn là FC sẽ có một bộ dây mà em đánh giá rất cao trong tầm giá. Phải nói là cái độ trau chuốt bộ dây của FC bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn là so với khá là nhiều hãng ở trong tầm giá này. Đấy, bộ dây đẹp, form dây đẹp các bác nhìn này. Form dây bao giờ sử dụng cũng sẽ là vân đốt tre, tức là vân lớn. Cái phần này thì nó thường sẽ nằm ở bụng con cá sấu. Đấy, và đuôi bao giờ nó cũng sẽ được vót nhọn và vót rất nhọn các bác nhé. Đấy là cái mà chúng ta hay gặp ở dây của FC. Đi với nó là một chiếc khóa cải. Hơi tiếc nhỉ các bác nhé, lên đến 39 triệu rồi mà vẫn sử dụng khóa cải. Tuy nhiên thôi, khóa cải thì trông nó gọn gàng hơn là khóa bướm, bởi vì nó mảnh hơn. Khóa bướm thì hơi gồ ghề. Tất nhiên là có người thích, có người không thích, nhưng mà thôi kệ nhỉ. Hãng bán sao thì mình bán vậy thôi. Nhưng mà trong tầm giá này thì em nghĩ là nên cho nó cái khóa bướm thì nó hợp lý hơn trong cái tầm tiền này. Thiết kế thân vỏ của Ferris Compton chiếc Hotbit này thì chúng ta cũng sẽ thấy là bóng bẩy. Tức là toàn bộ thân vỏ con này thì các bác nhìn thấy này. Nó đánh bóng từ trên xuống dưới, gần như tất cả mọi chi tiết nó sẽ được đánh bóng hết. Và với cái độ đánh bóng cao như thế này thì nó sẽ khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta trở nên bóng bẩy và sang trọng hơn rất nhiều. Đó là ưu điểm của FC, luôn luôn làm những chiếc đồng hồ văn phòng có thiết kế nịnh mắt. Và hơn nữa thì kiểu dáng của FC thì nó lại rất là dễ đeo. Thường thì FC nó hay làm kích thước size là 40. Đấy, thi thoảng là 41. Thi thoảng nữa thì chúng ta có 42. Nhưng mà thường thấy thì các bác sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm của FC thường sẽ có kích thước size là 40. Dễ đeo, và nhất là đối với người châu Á mình. Đây, size 40 này. Giày con này là 10.7, nhưng mà thiết kế bọn này thường sẽ là kính cuvette, kính sapphire cong. Đấy. Phần viền chỉ có 10 thôi, tức là nó sẽ lệch 0,7 mm so với phần trung tâm. Lắc tu lắc con này nó chưa đến 46 cơ, dễ đeo lắm các bác. Size 40, giày có 10.7, được so là mỏng so với một chiếc đồng hồ cơ. Mà lên cổ tay 15.7 thì đẹp luôn các bác này. Nên con này dễ đeo, con này anh em cổ tay tầm 18, 19 đang còn đeo được. Đây, cổ tay này tương đương với cổ tay 18 năm. Đeo vẫn rất đẹp các bác nhé. Tất nhiên là 19 thì nó vẫn hơi bé thật. Khuyên thật với các bác là như vậy, nhưng mà tầm 18 năm đổ về thì đeo được rồi. Bóng bẩy, đó là những cái thứ mà chúng ta nhìn thấy trên chiếc FC Hotbit này. Kính sapphire nguyên khối thiết kế theo kiểu dạng cuvette, tức là nó sẽ làm hơi cong hơi lên ở cái phần chính giữa. Tất nhiên là nó có lý do thì nó mới làm như vậy các bác nhé. Thì với cái kiểu thiết kế hơi cong viền như thế này thì chúng ta sẽ thấy là ánh sáng nó sẽ được dàn đều lên trên mặt số, và nó sẽ giảm đi những cái điểm lóa trên cái mặt kính. Tuy nhiên thì con này nó cũng sẽ có phủ chống lóa một lớp cho các bác yên tâm hơn.
Đấy, mặt kính của nó thì cũng phải nói là cũng khá là trong, và nó rất ít những cái điểm lóa trên cái mặt kính. Kính sapphire nữa, cho nên là các bác không phải lo ngại về những cái vấn đề xước sát trong quá trình sử dụng sau này đâu. Còn thiết kế thì chúng ta cũng sẽ nói qua một chút về cái thiết kế của con FC này. Khi mà cọc kim của con này thì nó có nét gì đấy nó văn phong, cọc vạch đan xen với cọc La Mã và thiết kế ngắn gọn. Bộ kim thì gọi là đặc trưng của những cái dòng classic rồi. Thường thì những dòng classic thì thường sử dụng kim dauphin, lá liễu hoặc là mắt ngỗng. Nhưng mà mắt ngỗng thì bây giờ em thấy ít khi mà nó làm lắm. Thường là lá liễu là nhiều. Còn dauphin thì thực ra nó cũng không hợp lắm với những con mà có cái kiểu dáng classic. Cho nên là thường là lá liễu thì nó vẫn là chiếm số đông. Và như chiếc đồng hồ này thì nó sử dụng bộ kim lá liễu rất mảnh thôi. Rất mảnh. Trông nó nhẹ nhàng hơn với thiết kế tổng thể của con này. Thiết kế của con FC này thì nó sẽ chia thành hai lòng cơ bản. Lòng ngoài thì chúng ta sử dụng vân đánh xước, còn dòng trong thì chúng ta sẽ có vân Cloud de Paris, vân Guliche đấy, rất đẹp, khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta trông có nét gì đấy nó sang trọng hơn. Ferrick Compton Geneva này, rồi Swissmade sản xuất lắp ráp tại Thụy Sĩ. Cho các bác xem qua bộ máy nó đang hoạt động nhé. Này, lắc mạnh hơn tí nữa cho các bác nhìn thấy con máy này. Rồi, các bác nhìn thấy con máy nó đang hoạt động. Con này này là con máy FC Series 3. Cũng rất là ngon đấy các bác nhé. Tần số 28.800, kịp trôi rất mượt, độ sai số cũng rất tốt. Thiết kế thì đơn giản thôi. Con này no date các bác nhé, không có lịch ngày. Rất nhiều bác thắc mắc là tại sao nó không có lịch ngày, bởi vì các bác phải hiểu là cái đĩa lịch ngày thì nó sẽ chạy vòng xung quanh cái mặt số đồng hồ này. Đó. Nếu mà nó làm cái phần heartbeat, tức là cái phần lộ cơ ấy, thì cái phần đĩa lịch này nó sẽ bị lộ lên trên cái phần lộ cơ này, và nó khiến nó che đi cái bộ máy bên trong. Nó mất đi cái thẩm mỹ của chiếc đồng hồ. Còn nếu mà nó ăn lên ngoài của phòng viền này thì nó lại ăn vào cái phần cọc số. Cho nên thường những con lộ cơ thì thường nó sẽ không có trang bị lịch ngày. Tất nhiên là vẫn sẽ có những con lộ cơ nhưng vẫn trang bị lịch ngày và trên chính dòng sản phẩm của Ferrick Compton thôi, nhưng mà những cái dòng đấy thì thực ra thì anh em cũng không có đón nhận nhiều lắm, bởi vì nó che đi cái độ đẹp của cái heartbeat này. Cho nên là chơi những con này thì các bác cũng phải chấp nhận là chúng ta không có lịch ngày. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta có điện thoại rồi, các bác lo gì, đúng không ạ? Con này thì đáy đã hở rồi. Ferrick Compton này, cái này là serial number của phần cây bass. Tại sao nó lại có một cái số serial number này? Bởi vì cái phần vỏ đáy này nó có thể sử dụng cho rất nhiều dòng FC, và chúng ta có thể nhìn thấy là những con được sử dụng trên cái phần vỏ đáy này thì nó sẽ nằm trong bộ series FC 310 và đuôi của nó có thể thay đổi. Đấy, 2, 3, 4, 5, 6 đấy. Serial number của đồng hồ thì nó là cái dòng số này các bác nhé, dòng 7 số này, nó hoàn toàn là không có chữ, toàn bộ của nó là 7 số. Nó là cái chứng minh thư nhân dân của cái con đồng hồ này các bác nhé. Đấy, cái chứng minh thư nhân dân 383 5561 đó. Swissmade sản xuất và lắp ráp tại Thụy Sĩ. Ferrick Compton Classic, đây là một chiếc thuộc bộ sưu tập cổ điển. Chống nước 5 ATM, 50m đi mưa rửa tay cơ bản thôi các bác. Kính sapphire. Máy con này thì cũng như thông lệ là một con máy Ferrick Compton với 26G Wild Sweetmate. Thì con máy này thì nó là FC Series 3 nhưng mà nó được bay trên Celita SW200. Tất nhiên là nó đã bỏ lịch rồi. Thì nói chung là Celita SW200 thì chắc là trong cái tầm giá này thì nó cũng chỉ thua kém mỗi con ATA 2824 thôi. Nói thẳng với các bác là như vậy. Nếu mà nói về máy của đồng hồ Thụy Sĩ thì ATA luôn luôn là số 1 trong khoảng giá. Sau đó là đến Celita thì hai thằng chơi với nhau, nhưng mà sau này ATA thì nó không có bán máy ra ngoài, cho nên là bắt buộc là chúng ta phải mua máy của Celita thôi. Nhưng mà các bác cứ yên tâm là máy Celita bây giờ nó quá ngon rồi đấy. Và cụ thể như chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có tần số là 28.800, automatic, có hỗ trợ có tay dừng kim dây, hacking stop đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Sai số cho phép bọn này thì nó rơi vào tầm 10 đến 20 giây một ngày, nhưng mà thông thường sai số thực tế thì nó chỉ quanh quẩn 10 giây đổ xuống thôi. Đó. Nói chung là cấu hình rất là ngon, máy ngon, thiết kế đẹp, sang trọng, và đặc biệt là một cái mức giá rất là phải chăng. Con này giá niêm yết tại hãng là nó lên đến 39 triệu. Còn với em Minh thì các bác chỉ cần phải bỏ ra là 22 triệu 500. Vẫn là hàng mới 100% full box các bác nhé.
đó, rất ngon. Và chính sách bảo hành bọn em cũng như hãng thôi, bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ là 50% đấy, hãng còn không hỗ trợ rơi vỡ đâu các bác nhé. Đấy, và cam kết với các bác là đền gấp 10 nếu phát hiện hỏng phanh, các bác nhớ rõ cái câu này nhé. Đấy, tất nhiên là đối với những sản phẩm MITUGAWAT phân phối thì bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đồng hồ. Cái này thì mong các bác thông cảm nhé. Xin chào các bác.